Tiếp theo là câu 35. Mình cho hình chớp SABCD có đáy là hình thoi cạnh A. Cái góc BAD là bằng 60 độ. SA bằng SB bằng SD bằng A căn 3 chia 2. Rồi alpha là góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng SBC. Tính giá trị cos alpha. Câu 35. Trước tiên mình vẽ cái hình. Thì các em lưu ý là do cái hình hình thoi này đó nó có cái góc A này bằng 60 độ nè, góc A bằng 60 độ cho nên là cái tam giác ABD là bằng là tam giác đều, mà mình lưu ý là cái SA bằng SB bằng SD nữa, cho nên hình chiếu của S lên cái mặt phẳng đáy nó chính là trọng tâm của tam giác ABD này. À, vậy thì mình sẽ kẻ cái trọng tâm. Hình vẽ thì cơ bản như thế. Thì đầu tiên mình gọi ô là tâm của cái hình thoi ABCD và H là hình chiếu của S. Lên mặt phẳng ABCD tức là mặt đáy, H là chỗ này. Như vậy thì suy ra SH nó chính là trục. Tại vì nếu mà tại vì SA bằng SB bằng SC bằng SD cho nên H chính là SH là trục của cái đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD. Và AH nó bằng nhiêu? AH thì nó sẽ bằng 2 phần 3 của AO, mà AO là A căn 3 chia 2. AH nó bằng A căn 3 chia 3. Vậy thì mình sẽ suy ra được cái SH. SH là đường cao đó. Thì cái này nó là SH bình phương thì nó sẽ bằng SA bình phương rồi trừ cho AH bình. Cái này nó là A căn 3 chia 2 bình phương trừ cho A căn 3 chia 3 bình phương. Thì cái này nó là bằng 3 phần 4 bình phương lên là 3 phần 4 3 chia 4 trừ cho cái này căn 3 chia 3 là 3 chia 9 bình phương là 3 chia 9 thì nó sẽ bằng 5 căn 5 5 phần 12 A bình phương. Vậy thì cái SH bình của mình nó bằng 5 phần 12 A bình phương. Mình lấy căn bậc 2 ra thì mình sẽ suy ra được cái SH là nó bằng A căn 15 chia 6. Bây giờ mình sử dụng cái
phương pháp tọa độ. Giờ cái phương pháp tọa độ của tôi đó là tôi sẽ lấy ô làm góc tọa độ. Thì đây là hình thoi cho nên là BD nó vuông góc với AC, cho nên là tôi lấy cái AC làm cái trục OX luôn, tức là tôi có là OA là nó trùng với TOX, còn OD là nó trùng với TOY, và OZ là đường thẳng qua ô và vuông góc với mặt phẳng ABCD. Vẽ như thế này. Cái trục này là trục X này. Đây, trục Y, đây, trục X. Thì như vậy thì mình lấy A làm đơn vị dài luôn đi, lấy A làm đơn vị dài, lấy A làm đơn vị dài luôn thì mình sẽ suy ra được là cái O là tọa độ là 0,0,0 mà. Rồi điểm D, điểm A là từ từ O đến A, thì nó sẽ bằng A căn 3 chia 2, căn 3 chia 2 0,0, và do đó cái điểm C của mình đó là trừ căn 3 chia 2 0,0. Còn cái điểm D thì mình có OD do cái tam giác ABD là tam giác đều, OD nó bằng phân nửa độ dài cạnh, cho nên là mà cái này nằm trên trục OY, cho nên là 0 1 phần 2 0. Rồi còn cái điểm B thì nó đối xứng với điểm D, cho nên là tọa độ nó là 0 trừ 1 phần 2 0. Cái điểm S thì nó có độ cao là bằng cái độ cao của điểm S là nó bằng cái độ dài của OH luôn, SH là bằng A căn 15 chia 6, vậy thì điểm S là cao độ nó là căn 15 phần 6 không? Và nó nằm trên trục OX cho nên là nó là lấy cái hoành độ của điểm điểm H luôn. Độ điểm H thì từ O đến H là nó bằng A căn 3 chia 6. Căn 3 chia 6. Rồi 0 căn 15 phần 6. Như vậy thì mình muốn tính cái góc giữa SD và mặt phẳng SBC thì chẳng qua là mình tìm cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng SBC đó. Vậy thì mình phải tính SB và SC. Thì nó có SB. SB thì mình lấy tọa độ điểm điểm B trừ tọa độ điểm S. Điểm B này trừ tọa độ điểm S trừ căn 3 chia 6 rồi trừ 1 phần 2 rồi trừ căn 15 chia 6. Vì thì cái vector này nó cùng phương với cái vector V. Vector V là tức là mình chia tất cả cái này cho trừ căn 3 chia 6 hết thì vector này nó sẽ cùng phương với vector 1 căn 3 căn 15 căn 5. Còn cái SD thì nó cũng là trừ căn 3 chia 6 nhưng mà chỗ này là 1 phần 2
trừ căn 15 phần 6. Vậy thì cái vectơ này là nó cùng phương với vectơ u có tọa độ là 1 trừ căn 3 căn 5. Trong khi cái vectơ SC là bằng nhiêu? SC là lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm S, đúng không? Thì nó bằng trừ 2 căn căn 3 chia 3 rồi 0 trừ căn 15 phần 6. Thì lúc này nó sẽ cùng phương với vectơ v kép. Mình chia cho căn 3 thì nó cùng phương với vectơ này 4 0 căn 10 căn 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 5. 4 0 căn 5. Như vậy thì cái vectơ pháp tuyến của cái mặt phẳng SBC là N, nó bằng tích có hướng của vectơ V và vectơ V đúc. Cái này mình sẽ tính ra được là cái này bấm máy hay là tính tay cũng được. Vectơ V với V đúc này thì nó là căn 15 rồi 3 căn 5 rồi trừ 4 căn 5 căn 15. Như vậy thì sin sin của góc alpha, tức là góc giữa cái đường thẳng SD này với mặt phẳng SBC, thì sin của nó sẽ bằng cái gì? Tích vô hướng của N nhân với vectơ U rồi chia cho độ dài vectơ N và độ dài vectơ U. Bây giờ thì công thức này. Rồi, bây giờ mình mới nhân vô nè. Chỗ này 1 nhân cho căn 15. Rồi chỗ này là trừ 3 căn 15. Chỗ này là căn 5. Xin lỗi, cái này chỉ có 4 căn 3 thôi. 4 căn 3 tôi nhầm, 4 căn 3. 4 căn 3 thì lấy cái này nhân vô là trừ 4 căn 15. Rồi độ dài của từng vectơ thì vectơ này độ dài nó là căn bậc 2 của 1 cộng 3 cộng 5. Còn vectơ này độ dài của nó là nhiêu? 15 cộng 45 cộng 48. Thì tôi tính ra được cái thằng này nó sẽ bằng là căn 3 phần 5, căn 5 phần 3. Căn 5 phần 3. Vậy từ đó tôi suy ra là cos alpha lúc này nó sẽ bằng 1 trừ 5 phần 9. Lấy căn bậc 2 ra thì nó bằng 2 phần 3. Cho nên là cos của góc alpha nó sẽ bằng 2 phần 3. Và tôi chọn góc C. Đây này, tôi chọn góc C. Tiếp theo là câu 36, nó hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số M để hàm số, cái này là hàm số chứ không phải phương trình nữa, chị sửa lại. Để hàm số y bằng trị tuyệt đối của cái thằng này có 5 điểm cực trị. Thì trước tiên là mình xét cái hàm này. Xét hàm số y bằng fx. Bằng x mũ 3 trừ 3x. Mình có thể cộng thêm m luôn. Thì y phẩy của nó là bằng 3x bình phương trừ 3. Và cái này bằng 0 khi mà chỉ ghi x bằng cộng trừ 1. Vậy thì ta có bảng biến thiên như sau. Bảng biến thiên của nó là x nè, y phẩy nè, y nè.
Chỗ này khi mà x bằng 1 mình thấy vô đây thì rõ ràng đó là trừ trừ bằng bằng 3, mà bằng chỗ này nó bằng -1, -1 mà cộng cho 3 là 2, 2 cộng với m, 2 cộng với m, 2 cộng với m, và dưới đây là -2 cộng với m. Như vậy thì như suy ra cái đồ thị nó sẽ có dạng này, y bằng fx nó có dạng là thế này. Ở đây là có điểm điểm 1, -1 thì nó lên thế này xuống. Cái chỗ này là 2 cộng với m, -2 cộng với m, chỗ này là 2 cộng với m. Như vậy thì nếu như mà cái đồ thị mà nó có dạng thế này, mà trục hoành nó nằm như thế này đấy, trục hoành là bằng không đó, không thì cái này mình lấy đối xứng lên, lấy đối xứng lên, lấy cái viên giấy thì mình họa cho các anh chị xem, lấy đối xứng lên chỗ này, lấy đối xứng lên thì ở đây là 1 2 3 4 5 cực kỳ. Còn nếu như cái trục hoành mà nó nằm về một phía so với cái hai điểm cực chỉ nó nằm về một phía so với trục hoành đó, thì khi mà mình lấy đối xứng qua qua cái trục hoành thì cái đây, cái đường màu đỏ này nó chính là gì đây? Cái đường màu đỏ này đó là nó chính là đồ thị của hàm số y bằng trị đối với fx. Suy ra đồ thị hàm số y bằng trị đối với fx là có màu đỏ. Lúc này nó sẽ có 5 5 điểm cực trị, đúng không? Này xuống nè, lên rồi xuống rồi lên xuống lên, có 5 điểm cực trị. Như vậy thì cái yêu cầu đề bài khi và chỉ khi cái hai cái y cực đại, y cực tiểu này nó nằm về hai phía đối với cái trục hoành, tức là 2 cộng m nó phải lớn hơn không và -2 cộng m nó phải nhỏ hơn không. Tương đương lại m lớn hơn trừ lớn hơn trừ trừ 2 và nhỏ hơn 2. Nhưng mà theo yêu cầu đề bài thì nó nói là bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m, nguyên dương do m nguyên dương, nên suy ra lại m nó chỉ có bằng 1 thôi, m1 vậy có một giá trị m nguyên dương mà thọ. Thì đáp án của mình là câu C. Thì cái câu này đó là nó không có được chuẩn, cái là cái chỗ này là hàm số. Thứ hai nữa là cái đáp án của cái đề này á, tôi thấy là nó đáp án nó là câu B là không đúng ha, tại vì cái đề nó là nguyên dương. Còn nếu mà nó bỏ chữ dương nó nguyên thôi á, thì mới đáp án B.